Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 3 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Thông cáo báo chí phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Chương trình xuân biên giới Tết Hải đảo năm 2024. Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông và sản xuất pháo nổ. Chiều nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Có gần 19.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, tăng trên 12.000 lượt người. Thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra gần 1.500 vụ với trên 2.700 bị can. Xét xử trên 6.500 vụ việc. Tiến hành gần 300 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 80 tỷ đồng, trên 27.000 mét vuông đất. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chuyển biến tích cực theo đúng tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường, tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Có 28 vụ án tham nhũng tiêu cực cùng 80 bị can được khởi tố với tổng tài sản liên quan trên 100 tỷ đồng. Bổ sung 2 vụ án vào diện Ban chỉ đạo theo dõi. Thu hồi trên 21 tỷ đồng tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng đối với gần 320 công chức, viên chức. Gần 4.300 người thực hiện kê khai tài sản theo quy định. Tham gia góp ý trên 180 văn bản, rà soát thường xuyên 850 văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học và Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp của tỉnh Hưng Yên năm 2023 được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng chống quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định. Chỉ rõ 5 vấn đề đặc trưng nổi bật cần quan tâm để có phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, tệ nạn xã hội có nguy cơ gia tăng trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên đang đột phá phát triển nhanh kinh tế xã hội. Tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo cũng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, môi trường, việc thực hiện các chế độ chính sách. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn một số ách tắc cần xử lý, cần sự phối hợp hiệu quả hơn nữa. Công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật đảng cần quan tâm hơn nữa đến những lĩnh vực tiềm ẩn vi phạm. Một số vụ việc vi phạm chưa được kịp thời phát hiện, xử lý còn nề nang. Số lượng vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần tiếp tục quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cần tăng cường luân chuyển vị trí công tác và kiểm soát tài sản thu nhập theo đúng quy định của luật phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan công quyền để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhân dịp này, 9 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo tỉnh, thông qua chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo tỉnh họp định kỳ theo đúng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo tỉnh và quy chế số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, thường trực Ban chỉ đạo họp 9 cuộc, Ban chỉ đạo tỉnh họp 4 phiên, ban hành 30 văn bản, tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành 40 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp
dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đến cuối năm 2023, đã khẩn trương rà soát đưa 7 vụ án, một vụ việc tham nhũng tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Riêng năm 2023, bổ sung 2 vụ án vào diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó đã khởi tố 56 bị can, 7 vụ án, đã đưa ra xét xử 4/7 vụ án với 27 bị cáo. Riêng năm 2023, có 3 vụ án với 14 bị cáo. Kết quả xét xử sơ thẩm 4 vụ án tại Tòa án Nhân dân tỉnh có 4 án tù chung thân, 9 án tù giam từ 15 tới 20 năm. Kết quả xử lý các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến nay được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ cao về thái độ nghiêm túc, kiên quyết của Ban chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng mang tính giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật với tinh thần tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, làm đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng điều tra một số vụ án và khẩn trương xác minh làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan đến các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật. Hai vụ án được bổ sung vào diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo trong năm 2023 là những vụ án phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, điển hình của tham nhũng vặt và dư luận xã hội rất bức xúc, cũng cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, Ban chỉ đạo tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định. Đặc biệt là đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nhất là về công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, miễn nhiệm, cho từ chức. Thí điểm thực hiện chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương. Ban chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 24 tổ chức đảng và 33 đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đặc biệt là Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và thanh tra tỉnh đã kết thúc và ban hành kết luận cuộc thanh tra, kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Năm 2023, nhờ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan trong khối nội chính và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, tình hình tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực, kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường, nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nguyên nhân, nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực và vi phạm pháp luật chưa được loại trừ. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024, Ban chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo tỉnh gắn với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo phối hợp đồng bộ các cơ quan tư pháp, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật, dư luận xã hội bức xúc, nhân dân quan tâm, xử lý nghiêm minh đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy,
trong xử lý khiếu nại tố cáo về hành vi tham nhũng tiêu cực và xử lý thông tin về vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo. Ban tuyên giáo huyện ủy Văn Lâm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đào Hùng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hùng Vận, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả của Ban tuyên giáo huyện ủy Văn Lâm đã đạt được trong năm 2023. Trong năm qua, Ban tuyên giáo huyện ủy đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện ủy trong lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đề nghị năm 2024, Ban tuyên giáo huyện ủy Văn Lâm cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chỉ thị nghị quyết kết luận quy định của các cấp ủy Đảng, tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời phát hiện biểu dương những địa phương thực hiện tốt, kịp thời chấn chỉnh những địa phương làm chưa tốt, thường xuyên cập nhật thông tin, định hướng đúng thông tin chính thống để tuyên truyền, có biện pháp xử lý đấu tranh với các loại thông tin thất thiệt của các thế lực thù địch. Sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ngành văn hóa thể thao và du lịch. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, ngành văn hóa thể thao và du lịch cả nước đạt được nhiều dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Ngành đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, ngoài những kết quả ấn tượng của các vận động viên thể thao thành tích cao trên đấu trường châu lục và quốc tế, phong trào thể thao quần chúng và các hoạt động thể dục thể thao tại các địa phương ngày càng phát triển mạnh. Trong năm, đã thu hút trên 12,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 670.000 tỷ đồng. Phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành cần tập trung xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024 một cách cụ thể hóa, chi tiết, chất lượng, và đó cũng chính là cuốn cẩm nang cho các đơn vị bám sát triển khai trong năm 2024. Đồng thời, cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục ngay những khuyết điểm còn tồn tại, đẩy mạnh thu hút du lịch, chú trọng công tác thanh kiểm tra các hoạt động về biểu diễn văn hóa, văn nghệ, các hoạt động cộng đồng trong toàn tỉnh để các hoạt động này diễn ra được chất lượng nhất. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Năm 2023, toàn ngành nông nghiệp đạt giá trị gia tăng 3,83%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 78%, tổng kim ngạch xuất khẩu 53 tỷ đô la Mỹ. Trong tổng số 20 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 14.000 tỷ đồng, giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt 238 triệu đồng, năng suất lúa đạt 63 tạ một hectare, tổng diện tích cây ăn quả ước đạt trên 14.000 hectare. Đến nay, có 93 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 142 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm qua, tại trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Xuân biên giới, Tết hải đảo năm 2024 và triển khai cuộc vận động Tự hào một dải non sông. Chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện năm 2024 được phát động tới các cấp bộ đoàn, hội đội trong tỉnh hưởng ứng. Chương trình tập trung vào 5 nhóm nội dung: vì sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phối hợp với các tổ chức đội nhóm tình nguyện tham gia chương trình. Tại chương trình, đại diện ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giao lưu với 800 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên biển khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã gửi tặng quà Tết đến cán bộ chiến sĩ nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Tỉnh đoàn tặng quà cho 10 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.
Là một đoàn viên thông qua chương trình Xuân biên giới Tết Hải đảo thì em muốn là mình sẽ góp một phần nhỏ bé để bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Tham gia những hoạt động như là tặng quất, tặng hoa cho các chú bộ đội ở nơi đảo xa để đón Tết cùng với đồng đội và người thân ở trên đảo ạ. Năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gần 30% so với năm 2022. Nhằm hỗ trợ người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hưng Yên thực hiện các giải pháp để ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 13.000 người, tăng 3.000 người so với năm 2022. Trung tâm đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 13.000 trường hợp, với tổng số tiền trên 210 tỷ đồng. Ngoài việc tạo điều kiện cho người lao động hưởng tiền trợ cấp theo quy định để duy trì cuộc sống trong lúc bị mất việc làm, trong năm, Trung tâm đã tổ chức 45 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 600 doanh nghiệp tham gia tìm nguồn lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho 39.000 người, tăng gần 15% so với năm 2022, tư vấn cho trên 1.300 người học nghề, chuyển đổi môi trường làm việc phù hợp. Hiện nay, ngoài tư vấn trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường lao động qua hình thức gián tiếp và trực tuyến, giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giao thông đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong những ngày lễ Tết và cuối tuần. Hình ảnh thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng diễn ra trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 2, hàng 3, phóng nhanh vượt ẩu, lái xe chở quá số người quy định là những hình ảnh diễn ra trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Tô Hiệu và đường Điện Biên ở thành phố Hưng Yên vào tối ngày 31 tháng 12 vừa qua. Đa phần người điều khiển phương tiện là thanh thiếu niên, tình trạng phóng nhanh, lạng lách gây mất an toàn giao thông, gây tâm lý hoang mang cho những người tham gia giao thông khác. Đi chơi vào những cái dịp ngày lễ như này thì mình cảm thấy nhiều khi rất là bất an, bởi vì là kiểu con gái đi đường thì tay lái cũng yếu ấy, xong rồi là nhiều bạn thì đi phóng nhanh vượt ẩu, nhất là vượt đèn đỏ rồi là kẹp ba không đội mũ bảo hiểm, thì nhiều khi mình đi cẩn thận nhưng mà mình vẫn cảm thấy bị sợ khi mà nhỡ chẳng may các bạn ấy va vào mình. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sớm có giải pháp quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, càng gần Tết Nguyên đán, các hành vi vi phạm về pháo xảy ra nhiều. Đáng nói, có cả những trường hợp vi phạm có thể do còn trẻ, không hiểu hết, hiểu không đúng hoặc do tò mò nghiên cứu. Mới đây, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện bắt giữ 2 trường hợp sinh năm 2007 về hành vi tự sản xuất pháo nổ. Liên tiếp trong hai ngày 24 và 26 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo nổ, tổng khối lượng thu được gần 26 kg. Kết quả giám định xác định đều là loại pháo nổ, pháo tự chế. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận số pháo trên là do tự sản xuất ở tại nhà. Với Nguyễn Huy Hoàng, quê ở thôn Phú Anh, xã Minh Tiến, khai nhận sản xuất với mục đích bán để kiếm lời. Còn Bùi Tuấn Tú, quê ở thôn Hạ Cát, xã Tông Phan, hiện là học sinh lớp 10A6, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phù Cừ, khai nhận do tò mò thích khám phá nên đã tự mua vật liệu trên mạng về tự chế pháo nổ để dùng. Cháu nướt trên nhiều trang web trên mạng thì cháu sự tò mò và nghiên cứu thấy người ta trộn lưu huỳnh và ca lấu bạc, trộn hai hỗn hợp vào nhau để chế tạo pháo. Không biết đây là vi phạm pháp luật thì cháu cũng mua về để những ngày Tết cháu đốt, cũng khuyên các bạn không nên như cháu nữa. Tôi thì cũng ở gần nhà cháu, thì tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của cháu, thì là cháu ở địa phương thì cũng ngoan ngoãn, chưa có bị nhắc nhở gì cả. Ở trên lớp thì cháu chấp hành nội quy cũng rất là tốt. Khi mà nghe tin thì tôi cũng rất là bất ngờ. Thực ra thì các cháu ở tầm tuổi này nhiều khi hành động là bột phát, các cháu cũng chưa nhận thức rõ được là hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Thế thì sau cái trường hợp này của em thì cũng sẽ làm một bài học răn đe cho nhiều bạn học sinh khác. Bất luận vì lý do gì thì hành vi của hai trường hợp trên đều đã vi phạm pháp luật. Vì thế gia đình nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật về sử dụng pháo, nhất là trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Bởi đây là khoảng thời gian thường xảy ra nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển pháo. Các thanh niên rất dễ bị lôi kéo dẫn đến vi phạm. Minh chứng là chỉ trong 2 tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hàng chục vụ việc liên quan đến pháo nổ, pháo hoa nổ.
Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.